Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Dũng. Không biết là mọi người nghĩ sao, nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà Dũng về đây thì mọi người thấy không? Đây, rau củ quả trong vườn nó quá nhiều rồi. Và bây giờ thì cây lên rất là nhanh. Tại vì ngày xưa đây là một cái chỗ mà cái miếng đất mà Dũng và chị nuôi gà. Nên khi mà sau khi mà giải phóng cái chuồng gà xong thì đất ở đây nó có rất là nhiều dinh dưỡng. Nên khi mà mình trồng rau á thì nó phát triển rất là nhanh. Đây nè, chị của Dũng trồng như chắc bông mồng gà rồi bông vàng họ để mà tết thôi. Chứ còn hôm nay thì rau cũng quá trời luôn. Đây, quá trời nhiều bông. Cây rất là đẹp. Mọi thứ nó lên xanh hết trơn rồi. Nhưng mà đây chỉ là cái tạm thời thôi, tại vì sắp tới Dũng sẽ còn chỉnh sửa rất là nhiều cái khu vườn mình cho nó gọn lại nữa, còn phía đất ở bên kia nữa thì để dành để mà trồng rất là nhiều cái loại cây khác nhau, cây ăn trái nữa. Thì sắp tới đây thì Dũng sẽ coi như là chuẩn bị cho nó tương tất hơn một chút xíu đó. Mọi người thấy không, ở phía bên kia sông hồi xưa thì mọi người đâu có thấy đúng không? Ở bên kia thì ngày xưa là cái con sông ở bên đó, cái con sông thì rất là lớn, nhưng mà bây giờ hình như mình càng lớn thì nó thu hẹp lại thì sao đó. Thôi chắc là mọi người ai cũng lấn thêm một tí đó. Và ngày hôm nay thì khi quay trở về thì Dũng phát hiện ra một cái điều, và Dũng quyết định làm một cái món phải nói là mang tính chất rất là dân dã, phải nói là dân dã vô cùng. Một cái món này hầu như là gia đình nào ở miền Tây hay là cả nước thì Dũng không biết nghe, nhưng mà chính xác là ở miền Tây nước nào cũng ăn cái món này. Món rất là ngon, thịt ba rọi xào mắm ruốc ăn với tất cả các loại rau củ quả trong vườn. Các bạn thân mến, vào ngày hôm nay thì như Dũng giới thiệu thì chúng ta sẽ làm một cái món là thịt ba rọi xào mắm ruốc. Thì đầu tiên nhất đó là chúng ta sẽ có một cái thành phẩm như thế nào. Đây. Đấy. Đây là cái miếng thịt ba rọi mà phải nói là chị Dũng mua hình như là nó 3 kg, 4 kg gì Dũng không nhớ nữa. Đấy, được làm sạch sẽ, rất là sạch sẽ rồi. Coi như là cạo và nhưng mà chưa có trụng thôi, chỉ là làm sạch sẽ thôi chứ chưa có làm gì cả, chưa có trụng qua. Và đây thì cái thành phẩm của này thì chúng ta sẽ có nha. Đây là cái món tương ớt do bếp ông Úc là nhà Dũng sản xuất, và sắp tới đây thì Dũng sẽ cho ra lò cái loại sản phẩm này. Và các bạn cũng đã thấy là Dũng đã giới thiệu trên cái kênh của mình rồi. Đây là một loại tương ớt mà các bạn có thể là vừa ăn khô và ăn nước và tất cả những cái món nào mà các bạn có thể bỏ vô. Và ngày hôm nay thì Dũng sẽ làm cái món này với cái tương ớt của Dũng nữa. Để các bạn thử nhé, rất là ngon luôn. Phải nói là nó hòa quyện một cái mùi ở trong cái này, là nó đảm bảo làm cho các bạn cảm thấy là tăng thêm cái kích thích. Rồi, và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tiến vào thịt xào mắm ruốc. Thì tất nhiên là phải thịt, phải có mắm ruốc. Mắm ruốc thì Dũng chọn mắm ruốc rất là ngon. Bên cạnh đó thì có sao, xả bầm, hành tím, tỏi và ớt. Đấy. Và một cái điều quan trọng nữa là Dũng thích bỏ thêm củ riền nữa. Nhưng mà củ riền thì Dũng nghĩ là nó hơi khó ăn chút xíu. Tại vì có những người thích ăn riền và có những người không thích ăn riền. Riêng mẹ của Dũng thì hello người đẹp. Má, đang làm gì vậy? Lòng tỏi à? Thôi má ngồi chơi nha, con làm việc nha. Sao hôm nay về coi vui không? Vui hả? Giờ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vô làm nha. Thực ra thì với cái tặng thịt này thì Dũng sẽ không làm hết đâu. Chỉ làm khoảng phân nửa thôi. Tại vì sao? Không ăn hết. Tại vì các bạn thân mến, thì thực ra thì riêng cái bản thân Dũng thì Dũng là thích như vậy nè. Là khi mà mình làm cái món này nè, và lúc nào Dũng cũng sẽ xử lý cái phần thịt trước hết. Có nghĩa là đây. Rồi, đây thì Dũng sẽ làm 3 miếng như thế này, và Dũng sẽ bỏ vào nước sôi để Dũng luộc. Tại vì sao các bạn biết không? Thứ nhất á, là luộc hết là chúng ta sẽ khử đi cái mùi tanh, mùi hôi của thịt heo. Và thứ hai nó để cho thịt nó săn lại. Và khi chúng ta sắc, chúng ta xào thì nó rất là tốt. Chúng ta không có bị bất cứ một cái mùi tạp nhạp nào của cái phần thịt heo.
nhưng mà luộc chỉ trụng sơ thôi nha, chứ không phải là luộc luộc chín luôn. À, bên cạnh đó thì cho nó thơm tí. Rồi. Đây, chúng ta sẽ trụng sơ qua. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Bây giờ là bước tiếp theo là mình phải sắt. Đấy. Cái điều quan trọng nhất là thịt. Đây. Bây giờ lại tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ xẻ nó đôi thịt nữa. Khi mà thịt mình luộc á thì nó săn lại và nó sẽ không còn cái mùi mà thịt heo, mà tại vì cái mùi thịt heo á chúng ta sẽ khử sạch đi. Và chúng ta phải luộc như thế này nè. Khi mà xào thì nó rắn rứt. Nó sẽ làm cho cái miếng thịt nó, nói chung là chỉ biết là như thế thôi, và nó làm cho nó ngon lắm, nó không còn cái mùi heo. Các bạn thân mến, xong rồi nó còn phải bầm gì nữa, bầm thêm một tí nữa đấy cho nó mới ra diễn như thế này. Chứ thôi nếu mà để nguyên miếng này cũng được, nhưng mà các bạn thân mến, và trong khi chờ đợi thì trong khi Dũng xắt thịt xong thì Dũng phải tranh thủ đi ra ngoài hái rau, tại vì phía sau nó có nắng là quay nó đẹp, chứ còn nếu như mà lắc nó bị sụp nắng xuống thì không còn đẹp. Đây làm gì làm. Có một cái dưa leo nó to mà thì chết cha rồi, nó nằm ở ngoài coi chừng nó lọt có ngoài chứ dám đâu tao bụp. Đấy trời ơi, ôi sao nó có gai hết, nó có gai hết ta, nó có gai nó non quá, nó có gai. Trời ơi, chú để với bàn tay cho mọi người. Nó đã gì đâu, nói chung là lâu tiếp tục. Mấy trái đầu bắp này sao nó tè tè luôn vậy. Mà đi qua đây đi, nó nhỏ quá. Bây giờ mọi người biết không, hái mấy cái rau này cộng thêm cái rau mua nữa để mình ăn chung với thịt xào móng chuốt. Qua đây. Mấy trái dưa leo này thực ra thì nó bị eo rồi, mình phải cắt đi. Đâu rồi? Cái hòn đó. Nó có nằm ở dưới đó. Ê, đây. Đây nè chú ơi. Đây nè. Mày nè, mày làm cái ghê quá. Trái này bự quá. Trái này bự như ngay người thế này. Ô, quả cặp song sinh. Đậu bắp ở trong đây. Mình thấy như trái này nó còn non. Đậu bắp thì nhà Dũng trồng nó mới vừa lên thôi, nó cũng chưa gọi là to hơn nữa. Đấy. Rồi, đi qua đây hái về trái mướp nữa. Tại vì mướp á là chắc mọi người không biết đâu. Mướp là ngày xưa là Dũng thường là ăn mướp á, mướp nương á, mướp non mà ăn với mắm kho á. Nếu mà ai đã từng ăn với mắm kho mướp non thì sẽ biết. Đây, một ít rau đắng. Cắt một ít thôi. Cắt một ít để mà lát ăn chục kia. Đây. Nó bò quá trời bò.
dễ trồng lắm. Đấy. Thôi nhiều đủ rồi. Thấy bông đẹp. Cái bông này thay vì mình trồng bông à, cái hồ sen của Dũng hôm trước nó ra bông nhiều lắm, nhưng mà hôm nay thì nó lụi tài hết rồi. Có một cái bông nó mới vậy. Sen này sen của Thái nên cái bông nó nhỏ lắm. Dũng cũng trồng táo nè, nhưng mà táo thì bây giờ nó mới vừa trồng thôi. Đây Dũng sẽ hái mấy cái cà. Lát. Đó, mấy cái rồi. À, mặt hà thì một lát mình sẽ cắt. Clip sau mình sẽ làm lẩu. Nói chung là chuẩn bị sẵn hết rồi. Thực ra thì quế á, mọi người biết không, ở trong siêu thị á, mà quế á, nếu mà người ta bán quế mà rau quế sạch đó, một giống như vậy nè, trong một cái bịch 6.000 mấy cộng nghe nè, 5-6.000 thế này nè đó. Bởi vì á, thật sự luôn á, nhiều khi Dũng ăn ở Sài Gòn Dũng rất là muốn ăn những cái rau sạch đó, thì mình phải tìm những cái nơi vậy đó, nên rất là bắt, nên ăn cũng tiết kiệm lắm. Đấy, bây giờ về hôm nay mặc sức mặc cách. Nhưng sao chắc cũng hơn 10.000 rồi. Tiếp tục đây, vào trong đây. Không, phải cắt một trái mướp nhỏ thôi. Đây. Chứ cũng không, một trái nhỏ thôi. Một trái này nè, trái này nè, để họ ăn thôi. Đó, một trái non thôi. Một trái non thôi. Đây, cái này để nấu canh. Ây da, nói chung cẩn thận. À, các bạn thân mến, và sau khi mà Duy Dũng đi hái về đây. Đây, thấy chưa? Trời ơi, thật ra ở dưới quê á, thực ra thì ai mà có một mảnh vườn nhỏ nhỏ thì có trồng rau như thế này là Dũng nói thiệt, ăn nó ngon mà nó không cần phải thật sự luôn á. Nếu mà nói mình ở Sài Gòn thì mình có miếng vườn thì chỉ ở ngoài ngoại ô thôi, chẳng hạn như là Gò Giáp hay là Tân Phú hay là Bình Chánh hay là ở ngoài quận 9 rồi thôi, chứ còn nếu mà ở trong mấy cái quận thành phố thì mình khó kiếm được cái miếng đất để mình trồng rau, tại vì thực sự không có đất để mà ở, lấy đâu mà trồng rau đúng không nào. Nhưng mà thật ra nếu mà có một cái may mắn được có một miếng vườn nhỏ nhỏ trong cạnh nhà mình á, thì Dũng nghĩ là trồng rau đó là một cái điều tuyệt vời. Tại vì sao? Có thể là chúng ta sẽ trồng lao động nhẹ nhẹ và chúng ta có được những cái cọng rau rất là sạch sẽ để chúng ta ăn. Và bây giờ thì thôi, bắt tay vô làm nhé. Điều đầu tiên trước là mọi người biết sao không? Và Dũng sẽ cho thịt qua, Dũng sẽ xào sơ qua. Tại vì sao? Dũng ngán mỡ lắm, Dũng xào, Dũng lấy cái mỡ nó ra, Dũng ấy này. Cho nó bớt một ít mỡ. Dũng xào sơ thôi. Sau đó thì Dũng sẽ cho ra ngoài lại. Đó. Cho nó săn lại một tí xíu thôi. Nó săn lại một tí. Lại cái miếng thịt đó, và thứ hai nữa là cho nó tươm ra một ít mỡ. Đây là cái cách mà Dũng hay làm thôi, còn ai muốn làm như thế nào thì làm cũng được nhé, không quan trọng, tại vì chúng ta cái món này dễ lắm, ai cũng biết làm, giống như là trong gia đình chúng ta chuyên trứng vậy thôi, nó không có gì khó khăn cả. Khi mà Dũng xào thịt thì Dũng bắt đầu là cho dầu vô nhé. Đó.
hành và tỏi và ớt. Hơn nữa. Xả. Trong ít dầu cho nữa. Thì dầu nó hơi bị ít. Sau khi tất cả mấy sản phẩm này coi như là mấy cái thành phần này nó thơm hết thì bắt đầu chúng ta sẽ cho thịt vào. Bây giờ bước đầu tiên đó là Dũng sẽ lên bước đầu tiên ba muỗng hạt nêm. Ba muỗng đường. Hôm nay bắt trước đầu bếp của người ta còn đặt thêm 3 muỗng, 4 muỗng, 5 muỗng nữa. Đây. Anh nấm bột ngọt. Xong. Đây thầm thật là thoáng vô đấy. Và tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo là một cái điều rất là quan trọng. Đây, đây là cái tương ớt của Dũng và Dũng sẽ sử dụng cho cái thịt xào mắm ruốc của mình nhé. Dũng sẽ cho 2 muỗng rưỡi đi. Đấy. Nó như thế thì nó sẽ rất rất là từ từ, nó thấm từ từ, mọi người biết không, thấm từ từ đó. Nó cứ thương mở từ từ vậy đó, nó cứ thương từ từ. Nó hòa quyện vào trong miếng thịt của mình, nó làm cho miếng thịt, các bạn thấy không, miếng thịt nó sẽ bóng lên. Đáng lẽ là các bạn thấy không, Dũng thịt sẽ sắc nhỏ một chút xíu nữa nhưng mà không thôi, bây giờ nó sắc nông hoài. Rồi bước tiếp theo nữa thì còn tất cả là những cái phần này thì sẽ cho vô hết luôn và xả luôn, cho hết luôn. Cứ từ từ. Ra nấu cái món này thì nó công phu lắm các bạn ơi. Thực ra thì là mọi người biết chứ, mình phải đứng mình xào nó liên tục, tại vì sao, để cho nó thấm từ từ. Chọn cuối cùng đó là mắm ruốc. Mình sẽ xào lên, mình sẽ cho ít từ từ, mình sẽ nêm từ từ chứ thôi mình nêm lỡ mà nó bị lố tay ngay hả là ăn cho hết. Trời ơi, Dũng không biết sao chứ mà thật ra thì cái này hả, máy Dũng là chắc chắn là không ăn được rồi. Nó cay cái điều muốn hả, thập tử nhất sinh. Cái này mà ăn với cơm thì thôi.
rau bây giờ Dũng có một cái giò nước và một cái nơi rửa rau. Bây giờ là coi như chính thức bước vào coi như nấu ăn chuyên nghiệp luôn, không cần phải hả lén lút ở phía sau lưng nữa, rửa rau nữa. Đấy, thật sự luôn, trời lần đầu tiên nhà trồng được hai cái chua leo như thế này, sướng thì cái chứ. Dạ. Ngon quá ngon. Cái món thịt nó ba rọi xào mắm ruốc của Dũng nó đã bắt đầu coi như là nó đã cạn lại rồi, nó sắc lại rồi, nhưng mà coi như là không còn miếng nước nào cả. Đấy, đây là cái thời gian mà bây giờ mình phải nhắc xuống rồi. Đó, xong, nói chung là xong mẻ này. Hôm nay sẽ chia cho đồng bào ở đây ăn. Đồng bào có nghĩa làm gì em trong nhà thấy. Thật ra các bạn biết không, chưa bao giờ Dũng xào một cái dĩa cùng cái chảo như thế này, tại vì có bao giờ ai mà ăn hết đâu. Mà xào chỉ cho cá đống như vậy, xào một chút xíu là ăn vừa thôi. Nhưng mà bây giờ phải nói là quá thơm. Các bạn thân mến, và bây giờ thì trời ơi, nó như thế này thì làm sao mà sống nổi qua cái cơn mê này bây giờ. Cái này thực ra thì sẽ có một cái tô canh đấy, nhưng mà rất là tiếc là cái món này Dũng đã lỡ làm cay quá nên không có mời mẹ tham gia dùng, nên Dũng không có nấu canh, tại Dũng cũng không, bản thân Dũng không thích nấu canh nữa. Đó, như thế thôi. Đấy thấy đầu bếp Trung Dũng khéo tay không nào. Bây giờ trước mắt là chúng ta sẽ ăn rau ở trong sân vườn của nhà Dũng nè. Thứ nhất là đậu rồng cũng trồng luôn nè, đậu rồng hái phía trước. Bà chị kêu để về Dũng hái, bà cũng hái trước. Coi như bà phá clip của tôi. Rau Huế các bạn cũng thấy Dũng cắt ha. Rau đắng nè. Cà pháo nè. Đấy. Này, có cái này là mua. Cái này gọi là cái gì quên rồi ta? Dạ tai tượng. Tai tượng. Không phải tai tượng mà cái nó là hù nèo. Nèo á. Còn cái này là thấy dưa leo thì. Dưa leo là coi như là ấy, còn một cái điều mới. Để hôm nay á, tại vì các bạn biết không? Thường là mọi người không có thích ăn mướp đúng không, mướp sống đúng không, nhưng mà thực ra mướp sống đó các bạn biết không, khi mà chúng ta nhà có lẩu mắm đó, các bạn bỏ vô ăn thử đi, xuất sắc, nó ngon gấp 10 lần những cái loại mà trái khác nữa. Đấy, một lát Dũng sẽ thử cho các bạn ăn, Dũng sẽ review cho các bạn. Tại vì số hồi xưa là Dũng ăn chuyên mua ăn cái này là lẩu mắm là bỏ vô là ăn rất là ngon. Bây giờ thử nhé. Ôi ôi, ta nói lâu quá không ăn cái này là uống nước là mập thay luôn á. Ngon sao? Thật ra Dũng làm cái món này nó quá đậm đà. Thứ nhất là nó quá cay, nó cũng ngọt ngọt, nó cũng mặn, mà nó thơm, mà nó cực kỳ thơm. Thật ra thì nếu các bạn nào mà thích bỏ riềng vô thì bỏ riềng nhé, không sao hết. Đây trước tiên ăn to lắm á. Nó ngon mặt cố ơi. Ăn là vậy đó. Ngực nó nếu mà các bạn nào nói thêm cho ớt hiểm nữa nha thì thôi nha, cay lắm này nha, không thêm bớt nổi đâu, ăn là chết đó. Lâu lắm rồi mới ăn rau trong nhà trồng, không dám rõ kìa. Đây cái cà pháo hồi nãy. Nó ngọt ghê. Mm.
mình sẽ chơi cái trái dưa leo của mình. Không có nỡ ăn tí nào hết nhưng mà phải ăn. Nó hơi già chúng ta nhưng mà cái phần lạ thì cái nghe. Cái này là cái phần ruột nó không có nhiều nha. Trời ơi, trái dưa leo em mà trồng mập thù lù vậy ta. Dưa leo thù lù to mà nó dài chứ gì. Này nó mập má mập. À cái dưa leo này cũng vừa ăn. Ngọt quá. Ngọt. Chết rồi. Bữa nay thế nào cũng tăng cân. Giới thiệu các bạn. Mướp non. Trời ơi. Đây. Cho mọi người thấy ta ăn mướp như thế nào nha. Tại vì á con cũng chưa bao giờ thích ăn, biết ăn mướp không? Dạ. Đúng rồi. Cả tuổi mày làm sao mà biết ăn mấy cái này. Mấy cái này là mấy cái này là đặc sản của quê hương á con ơi. Đây. Đấy. Rất là ngon. Ngon cực kỳ mà mềm. Và xốp. Trái dưa leo con, leo chua. Trời ơi, ăn quá rồi chắc chết luôn. Cái này không? Chưa có chết mà thôi à. Chết vì nó say. Các bạn biết không, thực ra khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta nấu một món ăn đơn giản thôi, thì nếu mà nó ngon và một cái vị quê hương thì cảm nhận rất là nhiều cái thứ điều rất là hay. Mà lấy cái gì? Mà lấy nước không? Muốn nước cá được không? Thực ra thì các bạn biết không, hôm nay về nhà thấy một cái hoàn cảnh như thế này thì rất là thích. Tại vì mẹ dùng nước thì thường thường nó là trước đây bà hay đi ra ngoài đường, bà đi bộ, bà tập thể dục buổi sáng á, nhưng mà cũng làm cái sân này nè, cũng làm lại cái sân này thì sáng thì có thể là bà ra, có thể là bà có thể tập thể dục ở đây, đi tới lui đây nè, rồi nhìn nữa, người trồng rau trồng rác thì chẳng hạn như là lặt rau lặt rác bắt sâu rồi chẳng hạn như vậy. Tuổi già mà cái điều quan trọng nhất á, mà các bạn biết không, hồi xưa thì mẹ Dũng ở cái trung tâm á, thì lúc còn trẻ mà cứ bị bệnh hoài, đau cổ nhức mình nhức mẩy, mà thậm chí là nó không ổn về cái ngôi nhà đó. Sau này khi mà chuyển về đây thì tự nhiên càng ngày bà càng khỏe hơn, càng lớn tuổi là càng khỏe hơn. Thì cái điều đó nó cũng nói là một cái điều là sao, chúng ta chọn nơi sống, nếu mà chúng ta cảm thấy nó yên ổn, chỉ cần chúng ta cảm thấy là tủ ăn bình yên là điều tuyệt vời nhất. Và chúng thấy là may mắn nó ai tìm được một cái nơi mà mình đã dừng chân lúc tuổi già, nó bình yên, sức khỏe tốt, cái điều đó thì họ phải bàn cãi đúng không nào. Và đặc biệt là những món ăn ngon như thế này. Và ngày hôm nay thì chúng xin tạm dừng cái clip này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở số sau nhé. Và số sau thì clip sau sẽ làm cái món gì ở đây rất là ngon. Các bạn hãy chờ đón xem nhé. Nếu như thích thì hãy nhấn ký đăng ký like và share giúp Dũng nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.